Lời đầu tiên cho tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể quý phụ huynh đã dành ít thời gian đến để tham dự buổi lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam cùng với cô trò trường mầm non Candle Gift Preschool ngày hôm nay. Và cho tôi gửi lời đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên của hệ thống trường mầm non mang đến Candle Gift Preschool lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất. Mà các ba mẹ vừa rồi xem các con 3 tuổi nhưng mà các ba mẹ thấy không, các con rất là tự tin đúng không? Và rất là nhớ bài khi mà lên sân khấu. Nhiều lúc người lớp mình mới còn không bằng các con nữa. Không biết quý phụ huynh như thế nào nhưng mà khi cô Phượng mà xem những cái tiết mục này, cô Phượng cảm thấy rất là vui nha. Mà nhiều lúc họ mình xem mình nổi da gà luôn á, tại sao mà các con có thể nhớ và có thể tự tin lên sân khấu như vậy? Thưa quý vị, nghề giáo là một nghề cao quý nhất, đặc biệt là nghề giáo viên mầm non. Các cô giáo viên mầm non thay ba mẹ chăm sóc cho các con từng bữa ăn giấc ngủ, dạy dỗ các con từ khi các con chặt dẫn bước đi. Phải các cô phải thích tâm và phải là những người yêu trẻ vô bờ bến thì các cô mới có thể làm tốt được cái công việc như vậy. Và hôm nay, nhân ngày nhà giáo Việt Nam, tại buổi lễ này, tôi xin gửi lời biết ơn, tri ân và vinh danh tất cả quý thầy cô, đặc biệt là những quý thầy cô đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cũng như là cả cuộc đời mình để cống hiến cho sự nghiệp tròn người này. Thưa quý vị, tại hệ thống chúng tôi hiểu rằng giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn mà các con phát triển về trí thông minh và sáng tạo là cao nhất trong cuộc đời một con người. Và giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn mà các neuron thần kinh của não bộ phát triển, hình thành và phát triển vượt bậc. Cho nên chúng tôi hiểu điều đó và chúng tôi hiểu rằng não bộ của con người gồm cả hai phần, phần tiềm thức và ý thức. Ý thức là tiềm thức là những sự việc và những trải nghiệm đã xảy ra trong quá khứ, và ý thức là quyết định những cái sự việc xảy ra dựa trên những trải nghiệm và những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Chính vì chúng tôi hiểu được những việc này cho nên hệ thống chúng tôi luôn đào tạo và training cho toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên về văn hóa hệ thống và về chuyên môn. Như quý phụ huynh được biết là trường chúng tôi hàng ngày các con luôn được học luôn được học và luôn được trải nghiệm những hoạt động học tập và những trò chơi vô cùng thú vị với mục đích là giúp cho não bộ của các con tư duy và giúp cho não bộ của các con phát triển tối đa các neuron thần kinh. Và chúng tôi cũng biết rằng việc chăm sóc về đạo đức cũng là vô cùng quan trọng, cho nên tại hệ thống chúng tôi luôn đào tạo cho toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên về văn hóa hệ thống. Tại hệ thống chúng tôi, văn hóa hệ thống đặt lên hàng đầu đó là văn hóa biết ơn, các lãnh đạo biết ơn nhân viên, nhân và ngược lại, và chúng tôi biết ơn quý phụ huynh, biết ơn các cô và các cô dạy cho các con, biết ơn các cô, biết ơn ông bà, biết ơn cha mẹ. Bên cạnh đó, hệ thống chúng tôi cũng luôn chú trọng đến văn hóa tôn trọng. Chúng tôi, những người cấp trên luôn luôn tôn trọng những nhân viên của mình và ngược lại. Và chúng tôi cũng luôn luôn tôn trọng phụ huynh và các con. Và chúng tôi cũng dạy cho các con tôn trọng thầy cô giáo, tôn trọng ông bà và cha mẹ. Và một đặc biệt nữa là tại hệ thống chúng tôi có đào tạo về văn hóa chia sẻ. Chúng tôi luôn luôn cùng đồng hành cùng các cô và các con đến trao quà, thường xuyên đến trao quà cho các em bé có hoàn cảnh khó khăn để chúng tôi tập cho các cô, các con có tinh thần yêu thương và yêu trẻ. Chính vì chúng tôi mong muốn cho các con có một cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời tại hệ thống trường mầm non mang mạng đến Candle Gift Preschool này. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng quý phụ huynh sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng với chúng tôi trong việc chăm sóc và giáo dục con để các con có một môi trường phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần, để cho các con có một cái trải nghiệm, một cái tuổi thơ vô cùng tốt đẹp. Và cuối cùng tôi xin cảm ơn quý phụ huynh, chúc quý phụ huynh và các con luôn luôn mạnh khỏe,
khỏe, hạnh phúc và thành công trong con đường sự nghiệp trọng người cao quý này. Tôi xin phép.